làm đồ cho Exeter 135, 5 số con tay để tìm cái xe khách. Ráp gần xong rồi nha anh em nào chạy Exeter 135, 5 số con tay, nồi yếu hao xăng, phải qua tìm xe khách nè. Tới địa chỉ 462-15, đường 3 tháng 2, phường 2, quận 10. Thời gian làm khoảng nửa tiếng là xong nha anh em. Khánh nhận làm nồi, làm máy, nó gấp máy cho anh em ha. Lên full 135, 150, 175, 200, 250 nha anh em. Anh em nào ở xa thì không có tiệm thì liên hệ Khánh để Khánh gửi hàng ha. Số điện thoại Khánh 038 9910 535. Đây, chào tất cả anh em.